Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người nó là cái đầu nối C2C. Thì cái mã này nó hỗ trợ sạc của nó thì được 100W, kết nối dữ liệu là 40 ha, 40 Gbps, và cái hỗ trợ xuất hình là được 8K 60Hz ha. Thì cái mã này thì mình dùng để kết nối hai đầu cổng tiếp C lại với nhau nha. Bây giờ mình kết nối thử ha. Và cái dây này là cái dây tiếp C, một đầu âm và một đầu dương, để mình kết nối vô cái đầu nối hai cổng tiếp hai đầu dương hồi nãy ha. Thì tốc độ của nó cũng là 40 nè, kết nối dữ liệu là 40 ha, xuất hình cũng là 8K và sạc là 100W. Mọi người lưu ý ha, cái cáp và cái đầu chuyển á, thì nó phải có hỗ trợ đầy đủ chức năng ha, là phải có đầy đủ chức năng sạc, xuất hình và kết nối dữ liệu thì mình mới có thể kết nối được nha. Một đầu âm mình kết nối vô cái đầu dương của cái đầu nối hồi nãy ha. Chiều dài của cái dây cáp này là 80 cm. Mình kết nối vào điện thoại ha. Nó sử dụng được cho điện thoại, máy tính bảng, mắt, sụt phay. Đang sạc nè. Lên hình ha. Vừa sạc vừa xuất hình và kết nối dữ liệu luôn ha. Độ phân giải của cái mã này là 8K nha. Sạc thì 100, kết nối dữ liệu là 40 Gbps. Rồi, em chào mọi người ạ.